Xin chào quý vị đã đến với Bình An Tử Vi. Khi xem video này, chắc hẳn quý vị đang quan tâm tới cuộc sống, vận mệnh, tương lai của mình như thế nào đúng không? Hãy cùng với Bình An Tử Vi tìm hiểu về tử vi trọn đời để biết cuộc sống, tình cảm, công danh, tài lộc như thế nào nhé. Thông tin chung về tuổi Quý Hợi năm 1983 Nam Mạng. Tuổi Quý Hợi là những người sinh năm 1983 và Nam Mạng thuộc cùng là cung Cấn và có mệnh là Đại Hải Thủy, tức là nước biển lớn, và có xương là xương con heo, và có tướng tinh là tướng con gà, và Nam Mạng thì được ông Tử Vi hộ mạng. Tiếp theo là coi tử vi trọn đời năm 1983 Nam Mạng quả thơ. Quý Hợi số mạng như là mạng thủy, nước biển chảy tràn vào sông, số này thuận hợp thu đông, cuộc đời sung sướng ít ai sánh bằng, nhưng sanh xuân hạ lộ thay, nghèo giàu cũng cực, tay chân không ngừng, vợ chồng có khắc chẳng an, con thì nhiều đứa làm phiền cho ta, anh em xung khắc chẳng gần, người dưng giúp đỡ lập nên nghiệp nhà, số này tài lộc có nhiều, tuổi nhỏ chưa đậu, tuổi già hiển vinh, lắm lúc buôn tảo bán tần, nhà cửa đời đổi, nhiều lần chẳng an. Tiếp theo là về cuộc sống của Nam Mạng tuổi Quý Hợi năm 1983. Theo Bình An Tử Vi thì luận đoán tử vi trọn đời của 12 con giáp thì nam giới tuổi Quý Hợi có cơ hội để bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình từ năm 36 tuổi trở đi. Từ đó thì cuộc sống của họ mới được ổn định hơn và bớt đi những biến động và xáo trộn trong cuộc đời. Và bắt đầu từ năm 40 tuổi thì đa số những người đàn ông tuổi Quý Hợi gây dựng được sự nghiệp vững chắc. Nhưng họ thường là những người thân nhàn mà tâm chẳng được nhàn. Và dù cuộc sống sung túc và đầy đủ về mặt vật chất, nhưng tinh thần của họ lại không được thảnh thơi và yên bình. Và phải từ năm 44 tuổi trở đi thì cuộc sống của những người đàn ông tuổi Quý Hợi mới đạt những thành công hoàn toàn và cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Nói chung thì những người đàn ông tuổi Quý Hợi thì thường có một thời tiền vận nhiều khổ buồn và buồn phiền, và những bắt đầu từ thời trung vận trở đi thì đã có thể được sống suôn sẻ và tốt đẹp hơn. Khi đó thì họ sẽ có nhiều cơ hội để tạo dựng sự nghiệp cho mình và để cuộc sống được vui vẻ và thoải mái hơn. Và những người đàn ông tuổi Quý Hợi thì số hưởng thọ trung bình từ độ tuổi 58 đến 78 tuổi là mức tối đa. Tiếp theo là về đường tình duyên của Nam Mạng tuổi Quý Hợi năm 1983. Thứ nhất là qua lá số tử vi chi tiết cho người tuổi Quý Hợi năm 1983 Nam Mạng về vấn đề tình duyên. Và nếu Nam Mạng sinh vào các tháng 2, tháng 8 và tháng 12 âm lịch thì cuộc đời sẽ phải trải qua khoảng 3 lần thay đổi trong tình duyên. Thứ hai là may mắn hơn đôi chút nếu như tuổi này sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 9 và tháng 10 âm lịch thì số phải thay đổi tình duyên trong 2 lần. Và cuối cùng là may mắn nhất cho Nam Mạng tuổi Quý Hợi là nếu sinh được vào tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch thì đường tình duyên sẽ tốt đẹp và không phải trải qua một lần thay đổi nào. Tiếp theo là gia đạo và công danh của Nam Mạng tuổi Quý Hợi năm 1983. Khi xem tử vi trọn đời cho tuổi 1983, Bình An Tử Vi thấy rằng gia đạo có khá nhiều biến động và trở ngại. Tuy nhiên thì càng về sau này thì nhờ vào tình cảm khăng khít trong gia đình và những mặt tốt đẹp trong tính cách của quý bạn mà gia đạo cũng được yên ổn và tốt đẹp hơn. Còn về phần công danh thì những người tuổi Quý Hợi thì chỉ đạt được công danh ở mức trung bình mà thôi. Và nếu những người đàn ông tuổi Quý Hợi theo đuổi con đường công danh mà tập trung gây dựng sự nghiệp thì có thể sẽ đạt được những thành quả đầu tiên trong sự nghiệp bắt đầu từ năm 36 tuổi trở đi. Và ở vào những khoảng thời gian tiền vận ban đầu thì sự nghiệp của những người tuổi Quý Hợi không được thuận lợi và cũng không có thành quả nào đáng kể. Nhưng nếu họ kiên trì và theo đuổi con đường của mình thì về sau sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp và sự nghiệp thì rạng rỡ và sung túc. Như vậy quý bạn đã có thêm góc nhìn về cuộc sống, tình yêu, gia đạo của mình rồi đúng không? Giờ mời quý bạn hãy cùng tìm hiểu về tuổi hợp làm ăn, tuổi hợp nên duyên vợ chồng và diễn biến cuộc đời mình từ năm 20 tới ngoài 60 tuổi nhé. Tiếp theo là tuổi hợp để làm ăn với Nam Mạng tuổi Quý Hợi năm 1983. Khi xem tử vi chi tiết cho cuộc đời Nam Mạng tuổi Quý Hợi thì 3 tuổi Quý Hợi, Ất Sửu và Đinh Mão là những tuổi này thì rất hợp để kết hợp làm ăn với tuổi của quý bạn. Chính vì thế mà nếu như quý bạn có ý định hùn hợp hay là vốn liếng để kinh doanh hay là làm những việc quan trọng trong công việc thì nên hợp tác với những người tuổi kể trên. Và nếu như vậy thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ và tốt đẹp hơn và kinh doanh cũng khấm khá hơn về tài lộc. Tiếp theo là chọn lựa tuổi vợ hợp với tuổi Nam Mạng tuổi Quý Hợi năm 1983. Bình An Tử Vi cho rằng nếu như có ý định kết hôn với ai đó và quý bạn thì nên lựa chọn với những người tuổi Quý Hợi, Ất Sửu,
Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Tân Dậu để đi tới hôn nhân, và năm tuổi kể trên thì rất hợp với tuổi của quý bạn, hợp với cả được tình duyên lẫn tiền tài. Chính vì thế mà hôn nhân sau này sẽ rất hạnh phúc, gia đình giàu có về mặt tiền bạc. Thứ hai là nếu như lựa chọn kết hôn với những nữ mạng tuổi Giáp Tý, Mậu Thìn, Canh Ngọ, Nhâm Tuất thì cuộc sống về tiền bạc sau này chỉ ở ngưỡng trung bình mà thôi. Thứ ba là hai tuổi Bính Dần và Mậu Dần sẽ là hai tuổi mà quý bạn không nên lựa chọn để kết hôn, và nếu như không muốn lâm vào cảnh nghèo khó và khổ sở về tiền bạc, vợ chồng hay bất hòa. Lý do là vì hai tuổi kể trên không hợp với tuổi của quý bạn về cả tình duyên lẫn tiền tài. Thứ tư là những năm mà quý bạn ở vào số tuổi 18, 24, 28, 31, 36 và 40 tuổi thì tuyệt đối không được cưới gả, kết hôn, vì những năm đó xung khắc với chuyện hôn nhân đối với tuổi của quý bạn. Và cuối cùng là nếu quý bạn sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 7, tháng 9 và tháng 12 âm lịch thì quý bạn sẽ là người có số đào hoa và nhiều thê thiếp, và chuyện tình cảm của quý bạn thì thường vướng phải rất nhiều những rắc rối và phải trải qua nhiều đời vợ. Tiếp theo là những tuổi đại kỵ với nam mạng tuổi Quý Hợi năm 1983. Tuổi đại kỵ với tuổi của quý bạn là 2 tuổi Nhâm Thân và Canh Thân. Chính vì thế thì nên tránh kết hợp trong mọi chuyện và mọi việc, nhất là hôn nhân và làm ăn lớn. Và nếu như đi tới hôn nhân thì nguy hại tới bổn mạng về sau, và còn kết hợp làm ăn thì dễ dẫn tới thất bại, thua lỗ và nợ nần. Tiếp theo là những năm khó khăn nhất của nam mạng tuổi Quý Hợi năm 1983. Và những người tuổi Quý Hợi sẽ phải đối mặt với những năm khó khăn và nhiều trở ngại nhất trong cuộc đời vào các năm 24, 28, 36 và năm 42 tuổi. Tiếp theo là những hướng tốt và xấu với nam mạng tuổi Quý Hợi năm 1983. Đầu tiên là về hướng tốt. Thứ nhất là hướng sinh khí, tức là hướng Tây Nam. Hướng nhà này thì có lợi về bất động sản, gia đình thì đông đúc và hòa thuận, nhưng sao mộc khắc hướng Thổ nên về sau thì sẽ suy giảm. Thứ hai là hướng Thiên Y, tức là hướng Tây Bắc. Hướng nhà này thì làm ăn khấm khá và tích càng nhiều phúc thì càng cát lợi. Và khuyết điểm duy nhất là âm khí suy nên phụ nữ trong nhà thì không tốt. Thứ ba là hướng Diên Niên, tức là hướng Tây. Hướng nhà này thì có lợi về kinh doanh, tài lộc thì hưng vượng và con cháu thành đạt, và gia vận thì hài hòa. Và cuối cùng là hướng Phục Vị, tức là hướng Đông Bắc. Hướng nhà này thì ban đầu cũng ổn, nhưng càng về sau thì càng lộ rõ nhiều vấn đề. Và nhất là do âm khí suy nên sức khỏe phụ nữ và con gái trong nhà thì rất yếu kém, và công danh sự nghiệp cũng không thuận. Và cuối cùng là về hướng xấu. Đầu tiên là hướng Tuyệt Mệnh, tức là hướng Đông Nam. Hướng nhà này thì ẩn chứa nhiều hung hại và bệnh tật trộm cắp và thiệt mạng, và người ảnh hưởng lớn nhất là con út. Thứ hai là hướng Ngũ Quỷ, tức là hướng Bắc. Hướng nhà này thì chủ về thị phi và quan tài, và kiện tụng và tranh chấp, và kinh tế khó khăn và âm suy nên phụ nữ và con gái trong nhà thì không khỏe mạnh và dễ đau ốm. Thứ ba là hướng Lục Sát, tức là hướng Đông. Hướng nhà này thì vốn đang khấm khá thì suy bại rất nhanh, và duyên suy và sức khỏe của phụ nữ thì không tốt, và dễ ốm đau hoặc gặp tai nạn, và con trai út cũng không thuận và thường gặp hung. Và cuối cùng là hướng Họa Hại, tức là hướng Nam. Hướng nhà này thì vốn khá giả, nhưng sau tiền tài thì tiêu tán, và người thưa thì của ít, và gia đình thì cãi cọ và xung đột. Tiếp theo là những màu sắc hợp và kỵ với nam mạng tuổi Quý Hợi năm 1983. Nam mệnh sinh năm 1983 thuộc cung là cung Kấn và hành Thổ thì nên dùng các màu tương sinh như đỏ, cam, hồng và tím. Đây là các màu thuộc hành hỏa, mà hỏa sinh thổ thì dùng các màu tương hợp của hành thổ như vàng và nâu, và dùng các màu thuộc hành thủy như xanh nước biển và đen, vì thổ chế ngự được thủy. Và kỵ với các màu thuộc hành mộc là xanh lá cây, xanh lục, và không nên dùng màu thuộc hành kim như trắng ghi, vì thổ sinh kim và mệnh cung dễ giảm đi năng lượng và sinh xuất. Và cuối cùng là diễn tiến cuộc đời theo từng năm của nam mạng tuổi Quý Hợi năm 1983. Thứ nhất là từ năm 20 tuổi cho đến năm 25 tuổi. 20 tuổi là khi những người tuổi Quý Hợi mới bắt tay vào xây dựng sự nghiệp, và họ đã gặp được nhiều điều may mắn, và cả trong chuyện tình cảm lẫn tài vận. Tuy nhiên thì trong chuyện tình cảm thì đó cũng chỉ là một mối tình thoáng qua và không chỉ đem lại kết quả. Đến năm 21 tuổi thì những nam nhân tuổi Quý Hợi sẽ phát triển hơn về đường tài lộc. Năm 22 tuổi thì kỵ xuất hành đi xa trong tháng 8 âm lịch. Năm 23 tuổi thì kỵ xuất hành đi xa và hợp tác làm ăn với những người lạ và dễ bị kẻ gian lừa gạt. Năm 24 tuổi thì cần phải cẩn trọng và đề phòng tai nạn trong các cuối năm. Ngoài ra thì tài vận khá và có cơ hội được thăng chức lên cao. Năm 25 tuổi là một năm mà quý bạn sẽ có nhiều kế hoạch để phát triển cuộc đời và sự nghiệp của mình một ngày khởi sắc hơn. Tiếp theo là từ năm 26 tuổi cho đến năm 30 tuổi.
Trong khoảng thời gian 3 năm 26, 27 và 28 tuổi thì quý bạn sẽ được quý nhân phù trợ và gặp nhiều may mắn trong chuyện kinh doanh, làm ăn hay là chuyện tình cảm cũng được toại nguyện, là một khoảng thời gian tốt đẹp. Tuy nhiên thì trong năm 26 tuổi thì quý bạn cũng nên sáng suốt hơn trong chuyện tình cảm của mình. Dù là tình cảm quan trọng nhưng luôn phải giữ được lý trí và không được nên quá say mê và tiểu sắc bỏ bê sự nghiệp. Năm 29 tuổi là một năm bình thường và không có rủi ro nào xảy ra đối với quý bạn, cũng không đạt được thành tựu nào đáng kể. Đến năm 30 tuổi thì tài vận của quý bạn được phát triển và sẽ có một số vận nhỏ về sức khỏe và gây hao tài tốn của. Tiếp theo là từ năm 31 tuổi cho đến năm 35 tuổi. Đây là một khoảng thời gian sẽ có nhiều biến động xảy ra trong cuộc sống của quý bạn và quý bạn phải trải qua một hạn lớn liên quan tới bổn mạng. Và nếu có qua khỏi thì mới mong cuộc đời tươi đẹp về sau. Dù là các năm này không tốt về mặt sức khỏe và bản thân, nhưng về mặt tài chính vẫn được đảm bảo và tiền bạc thì dồi dào. Tiếp theo là từ năm 36 tuổi cho đến năm 40 tuổi, thì sau những khoảng thời gian phải đối mặt với nhiều khó khăn và trở ngại và phiền muộn, thì đây là một khoảng thời gian có nhiều may mắn nhất trong cuộc đời của quý bạn. Và trong các năm này thì vận may sẽ liên tục mỉm cười với quý bạn trong cả chuyện tình cảm lẫn tài vận. Và quý bạn cũng nên tranh thủ thời gian để thực hiện những dự định lớn của mình và tạo tiền đề cho các giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Tiếp theo là từ năm 41 tuổi cho đến năm 45 tuổi. Trong các năm 41 cho đến năm 43 tuổi thì quý bạn sẽ được hoàn toàn sống hạnh phúc và no đủ, và không những may mắn trong công việc làm ăn và công danh cũng được phát triển lên cao, mà cũng rất vượng phát trong chuyện tình cảm. Những tin vui, may mắn sẽ liên tục tới với quý bạn. Nói chung, đây là một khoảng thời gian tươi đẹp và sung sướng nhất trong cuộc đời của quý bạn. Năm 44 tuổi là một năm khá nhiều thành công của quý bạn và công việc kinh doanh thì rất thuận lợi và đem lại nhiều khoản lợi lộc lớn và dễ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Vào năm 45 tuổi thì quý bạn nên cẩn trọng hơn trong các vụ giao dịch về tiền bạc và nên tránh xuất hành đi xa trong các tháng của mùa đông, và các tháng còn lại thì rất thuận lợi cho sự nghiệp của quý bạn. Tiếp theo là từ năm 46 tuổi cho đến năm 50 tuổi. Năm 46 tuổi sẽ có nhiều vượng phát vào tháng 4 và tháng 5, và còn các tháng khác thì trung bình và không có nhiều biến động nào đáng kể xảy ra. Năm 47 và 48 tuổi là hai năm đạt được nhiều sự tốt đẹp với gia đạo và công việc làm ăn và tài lộc thì ổn định. Năm 49 và 50 tuổi là hai năm cát lợi và may mắn về tiền bạc và hạnh phúc gia đình, nhưng kỵ kỵ đi xa vào tháng 7 âm lịch, còn các tháng khác thì tốt đẹp ở mức trung bình. Tiếp theo là từ năm 51 tuổi cho đến năm 55 tuổi. Từ năm 51 đến 55 tuổi thì đây cũng là một khoảng thời gian khá tốt đẹp với những người tuổi Quý Hợi, và quý bạn chỉ nên cẩn trọng trong các việc liên quan đến tính mạng của bản thân. Còn lại thì cũng không có sự việc trọng đại nào xảy ra trong các năm này. Công danh và sự nghiệp của con cái thì đều được thành đạt. Và cuối cùng là từ năm 56 tuổi cho đến năm 60 tuổi. Trong các năm này thì tài lộc của quý bạn không được ổn định cho lắm, và có thể thì quý bạn sẽ gặp phải những thất bại nhỏ trong kinh doanh, nhưng sẽ rất nhanh chóng bù đắp lại được. Nói chung thì không có ảnh hưởng nhiều đến đại cuộc. Và đường tình cảm thì khá ổn định vào năm 58 tuổi, và quý bạn sẽ có được nhiều tin vui từ chuyện tình cảm và gia đạo. Con cháu thì đều thành đạt và cuộc sống hạnh phúc và thư thái. Cảm ơn quý bạn đã xem video tới đây. Chắc hẳn quý bạn đã có những suy nghĩ toan tính cho cuộc sống của mình rồi đúng không? Lưu ý rằng đây chỉ là những dự đoán chung cho tuổi của quý bạn và sẽ ứng biến vào cuộc sống của quý bạn ở từng thời điểm khác nhau. Nếu muốn xem tử vi chi tiết cho cá nhân, quý bạn đừng quên chia sẻ bài viết này và comment giờ, ngày, tháng, năm sinh xuống phía dưới. Bình An Tử Vi sẽ giải luận cùng quý bạn nhé! Rất hân hạnh khi nhận được comment của quý bạn ở phía dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở các video tiếp theo.